Trên sông nước miệt vườn mến chào quý anh em, quý anh chị em có chung với mình cái đam mê về cano vỏ lãi ha, là đam mê những cái chiếc chạy trên sông nước chơi á. Cái video hôm nay để mình quay hết về cái quá trình mà lắp đặt cái cọng lái cơ này nè, làm cho quý khán giả xem chơi tham khảo ha. Này, cái bộ lái cơ này của Ấn Độ ha. Chút xíu mình quay hết cho quý khán giả xem trong quá trình lắp đặt nó như thế nào. Đây quý khán giả. Chút xíu nữa mấy anh em ráp cái mình quay từ từ cho mấy anh em xem. Cái này là cái cọng dây ha, cọng dây lấy ra rồi. Đây cọng dây đó kìa, cọng dây đen đen đi đo thử á. Cọng dây Ấn Độ để mình chỉ cho quý khán giả biết. Đây cái đầu bán nó bằng nhôm ha. Đó. Còn những cọng dây đó thì của Ấn Độ cái giá nó cao hơn nha. Còn như cọng dây mà cái đầu mình nhìn cái đầu bán nó bằng thau á, là cái đó bằng của Trung Quốc. Đây. Bằng thau nè. Đây là bộ của Trung Quốc, tao tháo ra rồi bỏ nè. Tháo ra bỏ. Giờ đổi lại cái bộ lái này để mình quay cái quá trình lắp đặt quý khán giả xem. Còn nữa là mình phải lòn cái ống cái cọng đó, không biết cái vách này nhỏ quá không biết vô được không nữa ha. Coi về sao chút nó xé làm mấy cái này giáp rồi cái mình quay cho mấy này xem. Cái vô lăng này mình chọn lựa, mình mua riêng ha, riêng với cái hộp riêng với cái bộ này. Giờ đang tháo ra. Đây, khi mình mua bộ lái cơ về nó có sẵn cái hướng dẫn nè mấy anh em, mình coi theo đó mình làm ha. Cái ví dụ như mình cho vô, mà bây giờ mình nói thực tế bên đây đi, như ở ngoài chiếc cano này giờ mình lắp phía bên đó, không mình lắp phía bên đó, mình cho sợi dây nằm phía bên đó luôn, thì đầu tiên mình lấy cái này mình ụp lên đó để mình lấy cái tim. Mình mắc quay ha, mình lấy cái này ha, mình ụp lên trên cái túp lô cho nó đừng có lọt cái dòng này ra ngoài nè. Cái mình lấy cái tìm khoét cái lỗ. Khoét lỗ này cũng tầm 7 mấy á. 7 phần mấy á, khoét cái lỗ ở trên cái miếng túp lô đó. Khoét sao cho nó lọt cái này nè. Cho lọt được cái này. Ha. Tại vì khi mình quay ở trên đó nó bị keo phức á, khó thấy lắm. Xong rồi á, bắt đầu cái sợi dây của nó có găng nè. Nó có găng, nó giống như cái hình ở đây nè. Mấy anh em xem, bắt đầu mình đưa vô cái đó. Cho vô xong cái mình có ngóc tán rồi nha. Tán cho nó khóa cái chỗ này lại. Cho cái này nó níu được chạy ra chị vô. Con ngóc á. Là con ngóc ở đây. Xong cái ví dụ như bây giờ nằm phía bên đó thì mình theo cái hình nào để mình khi mình quay cái hoa lăng về hướng này thì cái mũi cano phải về hướng đó hen, và tất nhiên cái bánh lái nó phải bẻ cái chiều ngược lại. Như vậy là mình áp dụng theo mấy cái hình này đó. Đây ví dụ như bẻ hoa lăng ở phía bên này, đây này để cho nó đẩy đây. Ở đây là đẩy mà đẩy thì cái bánh lái nó
kéo về đây nó lấy cái mũi về phía bên cái mình hướng chạy luôn á, dễ lắm. Con cái mình cái này mua về cái là biết đường làm, mà mình chỉ sơ sơ vậy thôi, giờ rút làm thực tế rồi cái mình quay cho mấy anh em xem. Dự sau khi mình vô cái sợi dây xong này ha, cái mình lòn đây là cái miếng túp lô nha, cái miếng mặt đó đó, miếng mặt chỗ cái mặt đó đó, đây bỏ lọt vô xong cái mình phá đây nè đó. Rồi mình khóa mấy ngóc này lại chụp lên. Nếu mà nữa quay trong đó nhiều khi thấy không được á, nó khuất á, nó sơ sơ thôi, để nữa làm thực tế rồi biết nha. Đó, cái lợi châm xăng nha, tiền quất một chiếc Yamaha 100 này để dành chạy đi mua xăng cũng ngon lắm nè, chạy đầm lắm. Sao mà găm ti dứt. Tiếng máy chạy một kia mua mấy chiếc này dành đi mua xăng đúng không? Thank you.
nóng rồi kìa. Lật cái bề kia. Dạ. Lật cái bề vô lăng. Này chiếc 6m3 đó canh rồi cái chủ cũng xuống lấy về ha. Đợi đẳng châm dầu rồi mới chạy về. Này chạy về Kiên Giang An Giang. Cái đó 4 tiền châm nha, có turbo. Cái dòng máy có turbo. Nó có hộp số. Đảo cái dòng ghé cái dầu chỗ này. Này cái du thuyền này người ta đang làm cái mui. Chưa lắp máy. Này chạy về An Giang. Rồi. Rồi. Cái gì? Cho mượn cái kèm xả ốc ra, cái ốc nó bị kẹo á. Ốc dầu bình dầu nó bị kẹo. Mượn cái kèm xả ốc dầu. Dừng găng á. Tới đây, tới đây. Cái nắp á hả?
cái con ốc nó để nó lắp kê cái bình dầu cho cứng á. Bây giờ nó chạy lên cái kê nó dặn cái gan cái đầu trên nó không xuống, nó vô ở ra không ra. Cái kèm. Bước xuống xử luôn đi. Chị này phải không? Đi vậy. Con ốc ở trong bình dầu nó bị chịu cái đầu ở trên á. Chịu gan. Vô mà ra không ra dài phá lắm. Ê, hồi lặn vô chạy chữ gan cái rồi ha. Hồi lặn vô trong nè. Trời ơi, đi theo tao mà mày hỏi. Rồi tao về mà mày. Đây người quẹo ra chạy phải. Hỏi gì hỏi. Trái. Cái thằng thơ thì quẹo quẹo phải. Cái phải ngay là đắng mới quẹo trái. Giờ đây là quẹo. Chạy là quẹo trái, rồi xong thắng ba cái tốt cái quẹo quay đầu lại chạy. Mít xíu cái anh coi chiếc này vô trong á, đảo chở ra mình coi một cái coi chạy có im lại chưa ha. À, chiếc này lúc trước nó bị nhảy á, có một lúc bà con người ta đã chủ cano nhận về chạy thời gian biết sao cái bị nhảy, giờ qua canh lại. Lắp ở đây chạy cũng êm lắm, cũng đầm lắm. Cái về khách nhận về á, chạy sao cái nó báo cáo bị nhảy cái bây giờ đem xuống dưới đây làm lại xong rồi nay chạy chuẩn bị chạy về. Chạy vô đó cái mà chuột ra coi một cái coi nó chạy coi êm như thế nào ha. Mà nó không êm thì ghé lại làm nữa. Hả? Vậy hả? Như vậy là chắc là đem về chển có. À, giống như là người ta có chế độ lại ha. Bởi vì nó bị nhảy đó chứ gì. Sống đó.